Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ làm clip gọi là quay cái con xe siêu xe mới Tesla được ra mắt từ hôm qua đây. Hôm nay thì mình mới quay đây, xem nào. Thì siêu xe này là siêu xe 4 chỗ nha anh em, Dacia. Con này là con đắt nhất đây, màu bạc anh em ạ. Có 3 màu, màu gọi là màu xanh bạc cả, màu xanh bạc và màu hồng. Con xanh bạc này thì 3 vé, con hồng thì 2 vé và con này thì 6 vé. Và rồi quả xe này thì mình không biết anh em thấy thế nào chứ mình thấy nó chuối cả nải luôn ạ. Đây là con xe chở lợn đây, ở trong map săn hốc thì phải. Rồi nhìn quả xe trông như cái xe đồ chơi ấy. Ít ra thì nó cũng phải đẹp như thế này này. Thì con xe này theo mình thấy một số anh em quay thì bảo là con xe này quay rẻ lắm anh em, nó không đắt như con siêu xe McLaren đâu. Đây, vào việc luôn anh em nhờ. shoplinkatm.com bán hàng bóng mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com để xem là hôm nay với nhân phẩm là 17.500 UC thì mình có thể làm được con đắt nhất hay không nhá. Làm phát đầu tiên đi. Phiên bản đợt trước con xe McLaren kia lên cộng 2 luôn này, ngon, lên đẹp vào 2 luôn. Ở con McLaren kia thì nó có chức năng tặng anh em ạ, còn đợt này thì nó không cho tặng nữa. Rồi phai rồi, tiếp đi. Bởi vì là đợt trước là mấy dân chơi nạp lậu nhiều quá, thành ra là cứ tặng siêu xe cho nick khác thôi, về sau là bị thu hồi hết. Là đợt này là đã phát hành quyết định là không cho tặng nữa, mạnh thằng nào thằng ấy quay luôn nào. Ui, vẫn lên à, lên cộng 4 rồi, lên 4 rồi. Xem là với nhân phẩm này thì mình sẽ phang được bao nhiêu đây. Tiếp đi bạn ơi, cứ một phát được một, ui rồi, một phát được, sau đó là 2 phát xịt thế này thì chơi bời gì. Lên, lên rồi, lên 5 rồi, mắc nào, rồi lên luôn này. Lên 6 rồi. Phát này là phát gọi là đốt tiền đây này, 2.900 UC. Ăn không? Ôi rồi ôi, cuộc đời bế tắc rồi anh em ơi. Phát chí mạng thì nó lại xịt anh em ạ. Tiếp tục nào. Ôi rồi ôi, cuộc đời bước sang trang mới rồi anh em ạ. Nó xịt tận 2 phát, tổng cộng là 2.900 UC, cứ tròn 3.000, 6.000 UC. Gọi là ra đi một cách lặng lẽ rồi. Phát này có phải lên không? Đừng xịt các bạn ơi, rồi lên rồi. Bây giờ này, phát này mới gọi là phát gọi là quyết định này, quyết định sống còn này. Phát cuối cùng cũng là phát để là hết UC luôn này. Lên đi, ui lên rồi. May quá nó lên anh em ạ, chứ không là cuộc đời bốc đất luôn ạ. Lên rồi, lên rồi. Ui, nhưng mà chỉ được có 4 vé thôi. 4 vé, chúng ta vẫn thiếu 2 vé nữa cơ mà. Toàn rồi. Toàn rồi cụ ông giáo à. 4 vé này chúng ta chỉ đổi được con ánh xanh thôi, đắt nhất thì chưa được rồi. Tiếp tục xịt ạ. Bây giờ mình sẽ quay nốt số UC xem nào. Không có chuyện một phát ăn ngay đâu anh em. Rồi nó lên rồi. Cuộc đời mà. Nào, lên rồi. Tiếp tục lên nào. Nó lên cho con nó khỏe. Rồi lên tiếp ạ. Hay thế nhở. 600 UC này. Được một phát nữa, được một phát nữa. Ui xịt rồi, phát cuối này. Phát này là phát hết UC của tôi rồi. Lên. Ui rồi ôi, 2 phát 600 UC thì xịt ạ. Ảo thật đấy. Cứ như là trò đùa vậy. Ôi, bây giờ thì nó lấy đâu ra vé bây giờ. Con này chỉ có 3 vé thôi. Thế là chúng ta mới có 4 vé anh em ạ. 4 vé. Thôi, mình sẽ đổi luôn con xe con xe màu xanh vậy. Ta không đủ vé thì đây, như vậy là chúng ta chỉ có 4 vé thôi. Rồi quyết định là mình sẽ quất con màu xanh đi. Con này mình thấy màu cũng đẹp mà đúng không? Con này màu bạc. Nhưng mà bây giờ không đủ rồi. Với số lượng 17k của chúng ta thì chúng ta sẽ kiếm được 4 vé thôi. Quất luôn cho nó nóng. Phang luôn. Rồi, có siêu xe xanh rồi. Ok, bây giờ vào xem là nó đẹp như thế nào nào. Phải cài đặt lên đã đâu rồi. Xe của tôi đâu rồi? Dacia. Đâu nhỉ? Đây, 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 đây. Úi giời ơi, nó này là ok đấy. Và bây giờ mình vào trong chế độ này cho anh em xem quả xe này nó như thế nào. Đây, 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 đây. Siêu xe đây rồi. Hàng về. Úi giời ơi. Đấy, mình trông con này trông nó đẹp hơn. Từ từ mình sẽ cho đồ họa mắc lên đi xem nào. Xem nó có bóng lộn lộn không. HDR luôn. Úi rồi. Bóng lộn lộn là có thật anh em ạ. Úi rồi ôi. Anh em đừng có hiểu nhầm câu nói của mình nhá. Đấy. Con kia màu bạc thì mình thấy nó, mình thấy theo cá nhân mình thì mình thấy nó không đẹp bằng cái xe nó màu mè này một tí. Ok rồi đấy. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái clip này. Anh em thấy sao về con xe này thì đừng quên comment ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo.